vài điều cần tập trung đối với người chơi cổ phiếu khi Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. 1. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 11 đến 2022, Đảng Cộng Hòa có 270 phiếu đại cử tri nên Trump chiến thắng ngày 7 tháng 11 là điều đã biết trước 2 năm rồi. 2. Trump tiếp tục duy trì đồng USD giá rẻ vào nền kinh tế Mỹ và thế giới. Phép tiếp tục nới lỏng tiền tệ. Phép giảm lãi suất về 1,75% vào tháng 12 năm 2026. 3. Dujon tăng lên 67.000 vào năm 2029. 4. Kinh tế Hoa Kỳ thoát suy thoái và tăng trưởng 2 đến 3% năm. 5. năm. Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ có kiểm soát lãi suất cho vay duy trì mức thấp, lạm phát ổn định, GDP tăng mạnh 6,6 đến 7,5% năm. 6. VN Index bước vào sóng thần và tăng lên 1.600 năm 2025, 1.800 năm 2026, 2.100 năm 2027 và 2.500 năm 2028. 7. Bơm thêm vốn để mua đáy, bán đỉnh cổ phiếu và có tài sản 1.000 tỷ đồng. Kết luận, chỉ cần học thuộc 7 nội dung trên và sẽ giàu, còn lại có quan tâm lắm, đọc 17 lần nhé mấy cưng.